Huỳnh Phương, Sĩ Thanh ngó lơ nhau hậu chia tay. Khoảnh khắc Huỳnh Phương, Sĩ Thanh ngó lơ nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, Huỳnh Phương, Sĩ Thanh bất ngờ chạm mặt nhau tại buổi lễ giỗ tổ nghề sân khấu. Sự xuất hiện của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những người xung quanh. Cả hai lướt qua nhau như một cơn gió, không hề có sự tương tác nào. Không những thế, cả hai giữ khoảng cách. Để ý thấy, thi thoảng Huỳnh Phương có nhìn qua người cũ, nhưng cả hai vẫn không có tương tác. Có thể thấy, sau chia tay cặp đôi dường như hạn chế chạm mặt, tỏ ra ngượng ngùng khi bất ngờ gặp lại nhau. Năm 2019, cặp đôi công khai hẹn hò. Không chỉ ngoài đời, Sĩ Thanh và Huỳnh Phương còn vô cùng thân mật khi sánh đôi cùng nhau tại các sự kiện giải trí. Có thể thấy được rằng, Sĩ Thanh và Huỳnh Phương đã vô cùng thoải mái sau khi công khai việc hẹn hò. Đến năm 2020, Sĩ Thanh đã tuyên bố cô và bạn trai Huỳnh Phương đã đường ai nấy đi. Sau hơn một năm yêu nhau, tôi độc thân, chúng tôi đã chia tay. Dù là chuyện cá nhân nhưng mình quyết định thông báo cho mọi người cũng như những người yêu thương và ủng hộ chúng tôi thời gian vừa qua thông tin này. Đây sẽ là lần lên tiếng duy nhất của mình trong việc này, hy vọng các bạn không thấy phiền. Sẽ có nhiều người nói rằng lúc yêu đương rầm rộ, chia tay thì im ắng. Đúng như vậy. Khi hạnh phúc, tôi thường muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc, thái độ tích cực, sự chân thành trong tình cảm của mình đến với mọi người và mong được chúc phúc. Các bạn cho là khoe khoang hạnh phúc cũng được, vì khi có hạnh phúc tôi sẽ khoe, còn khi thất bại đau thương tôi sẽ giấu. Tôi muốn giữ niềm đau nỗi buồn cho riêng mình. Việc Sĩ Thanh và Huỳnh Phương xác nhận chia tay khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Bởi đây từng là một cặp đôi đã vượt qua khá nhiều sự bàn tán từ dư luận để quyết định công khai trong một mối quan hệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.